Hôm nay giới thiệu mọi người con Cassidy của Kenwood, mã là 4520. Con này thì được nhìn thì gấu, nhìn màu đen nhưng mà rất đẹp. Học băng nó nhô hẳn lên rồi, nó có những cái tán vít này này, nhìn nó rất pro, như cả cái mặt này nữa này. Đấy, con này thì được sử dụng 3 hết đầu từ Canon. Đấy, ở những cái đầu cao cấp thì mới được sử dụng những cái đầu từ này, đuôi Captan. Đấy, đầu còn từ từ còn rất đẹp luôn, gần như chưa sử dụng. Đèn dài to đẹp. Có một cái ưu điểm nữa là của con này là nó là 3 hết nhưng mà lại có thêm cái phần là auto BS, là tức là lúc mình cho băng vào xong mình ấn auto BS này thì nó sẽ chọn những cái tuyến tính tốt nhất ở cái cuốn băng đấy để nó ghi. Nó không giống như những con Sony hay con Tech khác thì mình phải manual chỉnh bằng tay. Đấy, nhưng mà riêng con này thì là auto BS là tự động 100%. Cho băng vào ấn auto BS là xong. Thu thì cứ đến cái chữ đồ bài này là ok này. Để thu thử bằng tiếp một. Đây, auto BS này. Tự nó sẽ tìm cái đoạn tốt nhất, sau đó sẽ nó lấy được BS thì nó sẽ dừng lại, tua lại thì nó hiện cái đèn đỏ này. Đấy, lúc đó thì mình sẽ ghi được. Còn ghi vào thì mình cứ ghi đến cái phần có cái dấu Dubai này là ok này. Đây, thử nhá, ấn rep này. Đấy, xuống này. Tab này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
này thì nó sử dụng bộ cơ của Sankyo, giống như Tech. Tech hay dùng Sankyo 7700108009000 Sankyo hết. Thì con này nó cũng dùng Sankyo, chip thì dùng chip của Sony. Đấy, nên chất tiếng của nó cũng ngà ngà như Sony. Đấy, nói chung là đẹp. Con này nhìn gấu phết, nhìn pro. Đấy, tầm này mà giá cả thì hợp lý so với mặt bằng chung thì 3 hết các thứ, ok. Rồi, cảm ơn anh em nhé.